là thực ra là cũng dùng lâu rồi. Đây là một chiếc ốp điện thoại hình gói kẹo dẻo. Kẹo này là kẹo đào, chất liệu làm ốp tốt phết đấy, bởi vì là có vặn, có bẻ thì nó vẫn không bị gãy ngập, nó vẫn cứ trở về cái trạng thái ban đầu mọi người ạ. Đã đến lúc nói nên câu giã từ, bây giờ anh phải thay ốp ngay. Tạm biệt nhé, cái ốp Nokia huyền thoại. Mặc áo mới cho em nó nào. Tên tên tên, vừa vặn luôn, xinh xắn luôn. Chiếc ốp này thì sẽ rất là phù hợp cho những người có tính cách dễ thương, kẹo bông như tôi vậy. Chỉ có một lưu ý duy nhất khi sử dụng cái chiếc ốp hình vỏ kẹo này là phải tránh xa cái tầm tay của bọn trẻ con ra, không nốt được cái vỏ kẹo, nó lại mang đi nó quăng nó quật thì cô mờ. Ok đi, xinh luôn, ok nhá. Anh ơi, anh mua ốp điện thoại tặng em đi. Ốp điện thoại à? Cuộc sống mà, mua thì phải mua cái sản phẩm nào nó phải tích hợp độ 3-4-5 trong một, đẹp bổ rẻ lại còn tiện dụng. Một chiếc ốp điện thoại siêu cute ở phía sau có trang trí hình một que kem như thế này. Mình mở ra, bên trong có cả gương và lược nữa. Quá là tuyệt vời. Sản phẩm này cực kỳ thích hợp cho những chị em mà ưa điệu đà, có thể ngắm nghía, soi mình, trang điểm khắp mọi nơi. Nếu như mà cái ốp này có thêm một cái ngăn để đựng son nữa thì nó là 10 điểm luôn. Còn cái này tạm thời mới được 9,5 điểm thôi. Sau khi trải đầu soi gương xong thì chúng ta cất lại, đóng lắp vào. Cái lớp vỏ silicon này rất là mềm nhá, nhưng có một nhược điểm là cái chỗ đựng gương lược này nó phồng lên, cho nên là khi đút vào túi nó sẽ bị rất là cận nhá. Đấy, chỉ có cái nhược điểm như thế thôi. Em ơi, em thấy thế nào? Em có thích không? Cũng được. Hôm nay tha cho rửa bát đấy. Cuộc sống rối ren, xã hội đen, xã hội thâm tràn lan, ra đường cứ nghênh ngang là khéo khi mất tài sản lúc nào không biết đấy. Vậy thì làm sao để không bị cướp đồ thì chỉ còn cách là nhìn nghèo hơn cả thằng cướp thôi. Tôi đã order về một chiếc ốp in hình chiếc điện thoại Nokia 1200 huyền thoại. Ôi cái ngày ấy đam mê chơi trò con rắn với cái trò gấu nhảy thang đến mất ăn mất ngủ vì nó. Mà cái con điện thoại đen trắng này nhắn tin nó lại tốc độ luôn, không cần nhìn mà vẫn nhắn không sai một chữ. Cái con điện thoại Nokia này còn dùng để ném nhau, riêng ném vào gạch thì chỉ có gạch vỡ chứ điện thoại vẫn y nguyên. Trời ơi, tưởng mày thế nào, năm bao nhiêu rồi là còn dùng cục gạch này. Đây, cho. Mọi người muốn Tom review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Hello tất cả mọi người nha. Và ngày hôm nay Tom sẽ review một món đồ cực kỳ hot trong thời gian vừa qua. Đố mọi người biết trên tay Tom đang là thứ gì nào? Đó chính là một cái ốp lưng, hay chính xác hơn đó chính là ốp lưng quả đào nhá. Nó đặc biệt ở chỗ ấy, là trên cái ốp lưng được gắn một quả đào nhô lên được làm bằng chất liệu silicon có màu hồng, và mình có thể bóp, véo, vặn, vỉa nó vô tư thoải mái luôn. Không hiểu sao nhá, là khi chơi như vậy thì nó tạo cho mình cái cảm giác cực kỳ là thích thú ấy. Có cách chơi đặc biệt khác ấy, đấy chính là chúng ta sẽ sử dụng đến kim tiêm để bơm nước vào bên trong quả đào nhá. Ơi đến cái đoạn này thì có ai nhìn thấy thốn thốn không? Mình cứ tưởng tượng như là giống đâm kim vào mông ấy. Đấy, sau khi bơm nước vào trong quả đào thì nó sẽ nhô một cục lên như vậy. À, da gà, da vịt thì cứ nổi hết cả lên rồi đây này. Nhưng các bạn phải công nhận đi là nó có một cái sức hút lạ kỳ không? Chả thế nào giải thích nổi, nhưng mà cứ muốn chơi nó mãi ấy. Cái sản phẩm nó quá là dễ thương. Còn các bạn nếu biết sản phẩm nào dễ thương hơn, hãy comment bên dưới nhé. Tôi sẽ review luôn. Mọi người muốn Tom review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Cụ Tom Vlog xin chào tất cả các cháu nha. Các cháu yêu cầu review nhiều quá, làm cụ đi nhận hàng ship muốn còng cả lưng. Hôm nay là một món đồ cực kỳ hot trong thời gian vừa qua. Các bạn đoán xem là gì? Một con dao phay ư? Ồ không, đó chỉ là một cái ốp lưng điện thoại thôi. Tôi cũng nể ra ông nào sáng tạo ra cái thiết kế ốp kiểu như này nha. Riêng đi chơi đêm hôm mà nhét quả này vào đằng sau lưng thì không cướp nào dám đến gần, vì nó tưởng là đồng nghiệp ấy. Đem cho mình là cửa hàng nó giao lộn cỡ ốp rồi. Em có đặt cái cỡ này đâu, ôi giời ơi. Khổ ơi là khổ. Thôi để mang đi dọa mọi người chơi chơi xem có ai sợ không. Nhà có bà chị già chưa gì mọi người ạ, suốt ngày bị mình trêu thôi. Chị mình chưa có người yêu anh em nhá. Tuy hay đánh người thôi nhưng bà hiền lắm. Tin Tôm đi, uy tín luôn. Các cháu ạ, dùng cái ốp này nó đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng nguy cơ bị đánh nguy cao. Mọi người muốn Tôm review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Cứ mỗi lần nhìn thấy cái comment Tôm ơi là lại giật mình thốt thốt. Thôi được rồi, không cần yêu cầu. Tôi lại có thêm cái sản phẩm thú vị nữa cho anh em trí cốt đây. Ốp lưng hình chảo nhìn rất giống cái chảo. Có vẻ là nói hơi thừa, thế nhưng mà nó giống cái chảo chống dính thực sự luôn. Tay cầm dài tầm 15cm, đường kính mặt chảo tầm 20cm, thiết
kế thêm hai cái tay mèo nhỏ xíu dễ thương đây. Theo tôi thấy thì công dụng làm ốp điện thoại của nó chỉ là phụ thôi. Còn tác dụng chính là để tác động vật lý vào mặt mấy cái đứa nào mà hay nói xấu rồi bày đặt chuyện không tốt về mình. Nhưng lưu ý nhá, là trước khi solo thì nên bỏ cái điện thoại ra, chứ không trong cái lúc mà đưa chảo bối rối, nó mà vỡ kính cường lực hay là cái kính cảm ứng bên trong thì lại khóc ra tiếng má. Anh làm gì đấy? Anh đập vào chân nhân. Dán chân à? Cái chảo đẹp. Cái chảo. Mọi người muốn Tom review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Tom ơi, Tom hãy review thêm cái ốp lưng điện thoại nào cute đi. Ok, không gì làm khó được Tom cả. Một chiếc ốp lưng cũng được xếp vào những ốp cute nhất Việt Nam luôn ý. Đó chính là ốp hình chiếc dép thần trưởng. Nhìn nó giống chiếc dép thật dã man ý mọi người ạ. Đã thế còn hình con vịt vàng nữa, 10 điểm cho sự đáng yêu này. Để Tom thử đeo vào chân cho mọi người xem luôn nha. Ui, vừa này, ui sời, 2 trong 1 quá là uy tín. Dùng chán rồi, lấy làm dắt đi vẫn ok. Mình dùng iPhone XS Max nên là đặt cái cỡ này. Có mọi loại phù hợp cho từng dòng máy luôn. Nhựa dẻo, cầm mềm mềm mát tay thích lắm. Riêng nói là cầm cái này ra đường chắc không bao giờ sợ bị cướp. Bởi vì làm gì có thằng dở nào đi cướp một chiếc dép đúng không? Ui alo, con sư tử bé nhỏ của anh đây à? Ừ, Quyên yêu nhiều lắm chứ, bây giờ anh về nấu cơm cho em ngay đây. Ừ, yêu em nhá. Thằng này nửa chạy nào ra nhỉ? Alo, bệnh viện tâm thần đấy ạ? Tôi vừa phát hiện ra một trường hợp đặc biệt ạ. Mọi người muốn Tom review sản phẩm gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Đã đến lúc phải quăng đi cái ốp điện thoại nghèo khó này. Nhiều tiền rồi, đẹp trai rồi, nhưng dùng cái ốp điện thoại nào để chị em phụ nữ nhìn vào cái mê luôn. Có luôn nhá. Đây, ốp điện thoại hình banana, quả chuối. Chuối thì chị em chả mê tít à? Đây, riêng cái phần ốp thì nó vẫn cứng nhá. Chứ cái phần quả chuối này này, ai mà động vào thì tưởng là mình gắn quả chuối thật lên đây. Bởi vì là cái này nó rất là mềm, lực co giãn rất mạnh luôn. Đặc biệt là phần bên trong đấy, như thật luôn, sờ rất là thích, nắn mốt thoải mái. Mỗi tội là mùi sơn hay mùi cao su gì đấy hơi nặng. Điện thoại của mình là XS Max nhá. Còn mọi người dùng điện thoại nào thì chỉ cần đặt cái loại mà nó phù hợp với mình là được. Vấn đề khi sử dụng cái ốp điện thoại hình quả chuối này là sao? Là chúng ta gặp khó khăn trong cái việc mà mang theo khi đút vào túi, là nó sẽ lòi cái quả chuối ra ngoài như thế này. Như vậy mà ra đường thì có người tưởng mình bị dở hơi. Nhưng mà chung quy lại là chị em phụ nữ vẫn rất thích nhá.